Như thế nào là một con số con đẹp? Đây là Ishiro, nhà Gervi. Giờ máy ảnh lên một cái là vái xin là anh đừng có quay em. Bên cạnh là con đực cùng đà. Từ bé thì Ishiro là một con rất là nghịch nha. Vái cái gì? Đang quay video Ishiro đấy. Nghịch như cướp nào. Con gái con đứa mà cứ sảnh ra cái là cắn với gạo đây. Đây là tác phẩm của Siro đây. Cái dây đeo cổ của em. Rồi. Siro thì Siro chính là cái con dây đỏ từ bé đấy. Thôi hai bà với mẹ lượn ra kia để quay Siro tí nào. Nó xin lượn ra kia. Đang quay con Siro. Đây là mẹ của Siro đấy. Siro đâu? Con Siro đâu rồi? Hả? Hiện tại bây giờ thì đang trại đang để Siro nuôi ở nhà cùng với mẹ với bà. Đây, bà đây. Thằng cùng đàn đây. Siro nằm đây tối quá Siro ạ. Siro đứng lên này xem nào. Siro đi ra đây. Siro. Siro đứng dậy thế nào? Để thế cho Siro vào trong này. Siro vào trong đây. Siro vào đây. Siro. Rồi, Si ở ngoài. Để quay nó một tí. Tí rồi quay mà Si sau. Ok. Kia cái lọ kia cho Siro chơi đi. Cho Siro chơi cái lọ đây. Đồ chơi đấy. Thể hiện một con chó rất là khỏe mạnh. Chiro. Sao thế Siro tha cái lọ ra rồi lại Siro này gì à? Đây để quay sát Siro, Siro nằm xuống. Rồi, nằm đây nào. Quay sát cái bộ lông của Siro. Đây. Mọi người có thể nhìn. Nào, quay nghiêng để anh xem cái lưng nào. Thế quay bên kia đi, nhìn lưng cho dễ. Ok, nào nằm ra nào. Đây. Siro nào có cái chất lông ngắn. Đây, lông nó không có một chút xoăn lông nào nhá. Ngực rất là nở này. Cái này nó mang tính chất là khung xương. Màu mảng thì sẫm, rất là sẫm màu. Muốn cho xem cái mặt của Siro mà Siro làm cái bộ mặt này thì xem làm sao được hả?
Siro làm cái bộ mặt thế này thì ngắm mặt Siro cái kiểu gì được? À, mấy ngày hôm nay thì nó thay đổi thời tiết cho nên là thấy có một hai con ve ở trên người mà mới bôi thuốc xong. Kiểu như là thuốc bây giờ nó nhạt mùi rồi, có một hai con ve nó bám ở trên người thôi mà, chứ nó cũng không có bám được nhiều. Nhưng chắc là cũng sẽ phải đi bôi loạt thuốc mới sớm. Tiện đây thì các bạn nhìn cái con chó này, nhìn con rốt, nhìn cái mắt của nó nhá. Cái mắt của con chó, cái mí mắt nó không bị lộ. Thì đấy là con chó nó chăm được chăm đủ vitamin. Nếu mà cái mí mắt của nó, các bạn để ý có nhiều con chó con, cái mí mắt của nó này, nhìn ở cái mắt của nó ấy, cái mí mắt của nó lộ nhiều, tức là nhìn như là cái lông của nó rất là thưa ấy. Thì đấy là có những con chó mà nó đang bị thiếu vitamin thì phải bổ sung. Đây thì cho ăn cái bột khoáng dinh dưỡng vitamin chibi powder, cho nên là không có cái tình trạng con chó thiếu vitamin. Đây này, đây chính là cái này này. Không, ngồi đấy thôi. Đây, để cho nó tự nghịch để cho mọi người xem cái bộ chân cẳng của nó. Đấy, lại gặm gì đấy không được. Cái rẻ này không được này. Nào, bỏ ra. Bỏ ra. Mấy cái thứ kiểu như thế này là mấy cái thứ mà nó rất là dễ gây ra cái tình trạng rối loạn tiêu hóa. Rồi con chó nó ăn mấy cái đồ thế vào là nó bị gây ra rối loạn đường ruột. Ai, hóa ra là nó giấu cái lọ này của tôi còn nguyên. Mới cho cái thảm mới là đang có mùi lạ cho nên là Chiro. Siro. Đây, quay ở cái hướng này thì nó mới đủ sáng để nhìn được cái bộ lông của chúng nó. Mọi người sẽ thấy là cái bộ lông của nó rất là bóng. Dù nó nằm nền nhà bẩn đấy, chứ không phải là lau gì đâu. Nó đang chơi bình thường và lôi nó ra để mà quay phim luôn. Tình trạng này là đang hít người để có khả năng là sẽ đáy bẫy đánh dấu ở đây. Chiro. Chiro. Hey. Này. Đồ chơi đây mà. Đây, để cho ngắm cái mặt của Siro. Siro. Hớ. Nào. Đây. Mấy cái hộp này thì phải nói là cái nhà thiết kế ra cái hộp này là đầu óc tính toán rất là kinh. Sau khi cho chó ăn xong thì làm đồ chơi luôn, cắn vừa miếng nha.
Yên nào, để anh lau cái mặt cho siro lại bắn này này. Này. Thôi đứng dậy đi, đi ra ngoài đi. Đi ra. Tất cả ra ngoài. Đấy. Cả họ nhà nó đấy. Chơi nào. Để tới đây thì sẽ quay con đực này riêng một mình nó. Hôm nay thì tạm thời dừng ở đây. À, cả mèo xi nữa. Tạm mọi người nhé.